Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 của tôi. Dịch Covid-19 tới đâu rồi? Thưa quý vị, tôi xin nói tình hình cả thế giới, rồi tình hình nước Mỹ, tình hình nơi tôi đang sống, tiểu bang Texas, Houston v.v. và tình hình Việt Nam như thế nào. Hiện nay trên toàn thế giới đã có hơn 40.024.000 ca nhiễm, 40.024.355 ca nhiễm, tử vong là 1.115.605 ca tử vong, và đó có 31.051 ca đã được phục hồi. Như vậy chỉ còn điều trị là khoảng chừng có 10 triệu ca đang điều dưỡng thôi, thưa quý vị. Đó là tới giờ phút này tôi đang nói. Quốc gia mà nhiễm nặng nhất á, là nước Mỹ. Nước Mỹ nhiễm dương tính á, là hôm nay đã lên tới 350.000 ca, khiếp khủng. 8.350.000 ca, tử vong là coi như là 224.000, gần 225.000, suýt xác còn chút xíu nữa là 225.000. Ôi nước Mỹ, tử vong tới bây giờ là tính giờ phút này tôi đang nói, tôi đang coi ấy, nhưng mà tôi nghĩ là lên tới 225 rồi, 225.000 ca tử vong. Và chữa khỏi thì đã là 5.432.000 ca đã được chữa khỏi, nhưng còn gọi là đang điều trị là 2.686.503 ca. Đó là tình trạng của nước Mỹ. Riêng tại Texas của tôi đang sinh sống, thưa quý vị, dương tính đã lên tới 870.000 ca, 870.000 ca. Mà nơi nặng nhất chính là Houston, Harris County tôi đang sinh sống, đã lên tới 155.000 ca, tử vong là 2.726 ca. Kế đến là nơi Việt Nam sống cũng đông, đó là Dallas, là 95.000 ca nhiễm, tử vong là 1.200 ca. Rồi sau đó là Bexar, tức là nơi thành phố San Antonio, là 60.641 ca, tử vong là 1.379. Rồi sau đó đến Tarrant, thành phố Arlington, đông dân Việt Nam, cũng gần 60.000 ca nhiễm và tử vong là 782 ca. Rồi đến nữa là quận hạt Hidalgo, 35.000 ca nhiễm và 1.900 ca tử vong. Đó là tình trạng của Texas. Không biết với tình trạng này khi nào Việt Nam mới cho phép Mỹ nhập cư, có chuyến bay thương mại về Việt Nam. Chắc không biết mùa đông này. Theo mùa đông này, các y sĩ chuyên gia của nước Mỹ, dự trù nước Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong những ngày qua, đợt dịch tăng lên lại. Kỳ trước là tăng vào tháng 7, bây giờ là tháng 10 tăng lên lại. Tháng 7 tăng xong thì tháng 8 xẹp xuống, tháng 9 xẹp xuống, bây giờ đó là tăng lên lại. Trong tuần qua thôi, liên tục mỗi ngày là tăng 50.000 ca. Đó là lo âu của nước Mỹ và cũng là lo âu của riêng tôi. Vì nếu như vậy đó thì chắc chuyến bay về Việt Nam thương mại không có rồi. Năm nay chắc không rồi, phải đợi năm tới rồi. Phải đợi năm tới rồi các bạn ơi. Nha. Nước Mỹ như vậy đó là nước Mỹ đứng đầu. Quốc gia thứ hai mà đứng sau nước Mỹ là nước Ấn Độ, là 7.500.000 ca dương tính, tử vong lên tới 114.000 ca, 114 cộng ca, đã chữa khỏi là 6.600.000 ca, nhưng mà đang còn điều trị là khoảng chừng 780.000 ca. Đó là quốc gia thứ hai. Quốc gia ổ dịch thứ ba là Brazil, là 5.225.000 ca dương tính,
tử vong đã lên tới 153.690, chữa khỏi là 4.635.315, còn lại đang điều trị là 435.357 người. Quốc gia thứ tư là ổ dịch là nước Nga, hiện nay đã lên tới 1.400.000 ca nhiễm, 1.400.000 ca dương tính, tử vong lên hôm nay đã lên tới là 24.187, đã chữa khỏi 1.070.576 ca, hiện còn đang điều trị là 304.571. Quốc gia thứ năm là ổ dịch là nước Tây Ban Nha, hiện giờ là 983.000 ca nhiễm, tử vong đã lên tới 33.775, và con số điều trị thì cho tới giờ phút này chưa biết. Quốc gia thứ sáu là Argentina, đã nhiễm lên tới 980.000 ca nhiễm và tử vong đã lên tới 26.000, gần 200 nữa, 26.200 ca nhiễm, tử vong. Đã chữa trị được 791.174 ca và còn đang hiện đang điều trị là 161.838, thưa quý vị. Quốc gia thứ bảy là Colombia, dương tính là 952.372 ca, tử vong là 28.803, đã chữa khỏi là 847.467, còn lại đang điều trị là 76.101 ca. Tiếp tục là những quốc gia như Pháp, Peru, Mexico, Liên hiệp Anh, Nam Phi, Iran, Chile, Iraq, Italy, Bangladesh, Indonesia, Đức, Philippines, Turkey, Saudi Arabia, Pakistan, vân vân. Những con số toàn là số trên 100.000 không thưa quý vị. Nhiều lắm. Nhưng mà xuống tới Việt Nam thì sao? Xuống tới Việt Nam là ngày hôm nay đó thì con số của đây là tôi lấy từ bên phía của WHO, tức là Tổ chức Y tế Quốc tế, Tổ chức Sức khỏe Y tế Quốc tế thưa quý vị. Thì có thể xê dịch một chút xíu nhưng mà đó là chính xác là chút nữa tôi sẽ lấy qua bên VN Express. Đây là báo cáo của Tổ chức Y tế Quốc tế, Việt Nam bị dương tính tới ngày hôm nay. Quý vị biết là thêm 8 ca mới. 8 ca mới này là cứ thường là từ nước ngoài về phải bị cách ly rồi bị dướng, bị dính thôi quý vị. Việt Nam xuống dưới sổ gần chót luôn mới được. Đây ông Việt Nam. Việt Nam là 1.134 ca dương tính, cộng 8 hôm qua của Việt Nam. Tử vong là 35 người, đã được chữa khỏi là 1.031 người, hiện còn đang được điều trị là 68 người. Đó là con số của WHO đưa ra. Việt Nam đứng như vậy là đứng cuối sổ, thưa quý vị. Cuối sổ đứng số 165. Nếu mà 165 mà là một quốc gia lớn như Việt Nam thì coi như là tuyệt vời rồi, không thể tưởng tượng được. Đó là Việt Nam. Bây giờ bản tin của Việt Nam thì nói như thế nào về cái con số 80 người mới nhiễm đó? Thì tôi xin quý vị hãy theo dõi bên phía của VN Express họ nói như thế nào. À đây, bản tin chiều của Việt Nam ngày 18 tháng 10, tức là bây giờ đã đi trước tôi 12 tiếng. Theo Bộ Y tế của Việt Nam ghi nhận có 8 ca dương tính, đều là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại Quảng Ninh, Khánh Hòa và Tiên Giang. Bệnh nhân 1127, 28 tuổi, người nam, ở phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 1128, nam, 28 tuổi, ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 1129, nam, 24 tuổi, ở xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân 1130, nam, 48 tuổi, ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Bệnh nhân những bệnh nhân này ngày 16 tháng 10 đi từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh. Vào ngày 17 tháng 10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Kết quả có 5 bệnh nhân như trên đã có dương tính với nCoV. Và hiện nay 5 bệnh nhân trên được cách ly điều trị tại bệnh viện số 2, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Rồi bây giờ các chuyến bay khác. Bệnh nhân 1132, nam, 7 tháng tuổi, có 7 tháng à, bé sơ sinh. Quốc tịch Úc về Việt Nam cùng mẹ, quốc tịch Việt Nam. Có địa chỉ tại phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ngày 15 tháng 10, bệnh nhân từ Úc nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH89 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khu cách ly tập trung trường quân sự địa phương tỉnh Tiền Giang. Ngày 17 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tại tỉnh Tiền Giang lấy mẫu gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm. Thì ngày 17 tháng 10, kết quả dương tính với nCoV. Và hiện nay thì bệnh nhân đang được cách ly để điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang. Rồi bệnh nhân 1133 là nam 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhà sư tu tại Myanmar, có địa chỉ tại Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long. Bệnh nhân 1134 nam 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhà sư tu tại Myanmar, có địa chỉ tại Liên Trực, An Nhân, Bình Định. Hai bệnh nhân mà nhà sư đó, đó thưa quý vị, là nhập chuyến bay ngày 15 tháng 10 đến Cam Ranh trên chuyến bay VG2735, sau đó được cách ly và lấy mẫu thí nghiệm thì được biết là có dương tính. Vậy thưa quý vị, là rõ ràng là 8 ca nhập cảnh, 8 ca dương tính mới của Việt Nam đều là do nhập cảnh. Có rất là rõ ràng tên, tuổi, nơi xuất phát, nơi nhập cảnh và ghi con số bệnh nhân rất là rõ ràng. Không có ca nhập cảnh nào ở trong cộng đồng. Không có ca nhập cảnh nào trong cộng đồng. Vậy thì Việt Nam chống dịch tuyệt vời. Tuyệt vời. Với con số chống dịch này thì chắc chắn Việt Nam được thế giới hoan nghênh. Như tôi nói sáng nay, nữ thủ tướng Jacinda Ardern tái đắc cử một cách huy hoàng là vì bà theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa có kỷ luật giống như Việt Nam. Con số nhiễm ở tại New Zealand cao hơn Việt Nam, dầu rằng dân số có 5 triệu hơn thôi. Và con số tử vong cũng cao hơn Việt Nam. Nhưng mà đó, người dân tin tưởng nơi sự lãnh đạo của đảng lao động theo xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ Việt Nam gần 100 triệu, 97 triệu mà chỉ nhiễm từng đó. 691 ca nhiễm là do từ trong cộng đồng. Còn các ca khác là từ nhập cảnh vào. Có 35 ca tử vong. Thì thật tuyệt vời. Xã hội chủ nghĩa trong kỷ luật đã mang lại sự an bình và sức khỏe cho người dân. Không những thế, còn mang lại ổn định chính trị, và cả thế giới đang lao đao chậm phát triển thì Việt Nam, như tôi có nói trong chương trình trước đây, là IMF, International Monetary Fund, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vẫn đánh giá năm nay Việt Nam phát triển 1.6% là tuyệt vời. Đó là hiện tình dịch của cả thế giới. Nước Mỹ, nơi tôi sinh sống và ở tại Việt Nam. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 của tôi. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.